Chu Hồng Quý giả danh phản biện xã hội để công kích chế độ. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Bộ Công an ban hành thông tư số 46/2024/TT-BCA về việc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm an toàn trật tự giao thông. Chu Hồng Quý đã viết bài trên mạng xã hội để lưu loa vu khống và khoác cho Bộ Công an cái tội tày đình với tiêu đề Bộ Công an vừa ra một thông tư vi hiến. Câu chuyện cụ thể như sau. So với thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28 tháng 11 năm 2019 thì thông tư số 46/2024/TT-BCA không còn quy định hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm ghi hình. Sở dĩ có sửa đổi bổ sung như vậy, Bộ Công an đã giải thích rõ ràng. Vì trong quá trình thực hiện, một số đối tượng lợi dụng hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm ghi hình chưa khách quan, đúng quy định quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông. Các thế lực thù địch, chống đối, lợi dụng việc làm trên, xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi, gây phức tạp rối ren cho công tác thi hành luật pháp về trật tự, an toàn giao thông. Thế mà với góc nhìn hạn hẹp, Chu Hồng Quý trích dẫn, hiến pháp quy định công dân có quyền giám sát mọi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước nếu nội dung giám sát không ảnh hưởng đến bí mật nhà nước. Nhưng Chu Hồng Quý cũng phải nhớ rằng quyền giám sát mọi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải tuân theo các quy định cụ thể của pháp luật như thông tư đã nêu. Việc giám sát của nhân dân phải đảm bảo các điều kiện không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ khi đang thi hành công vụ, không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc không quy định hình thức giám sát của nhân dân thông qua thiết bị ghi âm ghi hình phù hợp với Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Luật Hình sự An toàn Giao thông, Thông tin mạng và Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Việc ghi âm ghi hình sẽ được Bộ Công an bố trí khu vực làm việc, quá trình làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo công khai minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Còn nếu người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình quá trình làm việc của cảnh sát giao thông thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Chu Hồng Quý còn suy diễn một cách vô căn cứ để cho rằng Bộ Công an không thể vượt lên trên cả Quốc hội để đơn phương áp đặt quy định cho phép công dân được quyền giám sát mình cái gì và không được phép giám sát cái gì. Chu Hồng Quý có kiến thức thực tiễn quá non nớt nên không hiểu hết cái gọi là quyền giám sát. Chu Hồng Quý cần biết rằng ngay cả khi vào bất kỳ nhà hàng nào thì khu vực nhà bếp sẽ có biển ghi không phận sự miễn vào. Nếu cố tình thì sẽ được mời ra một cách lịch sự. Và ở các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan nhà nước, công, nông, lâm trường, doanh trại quân đội cũng có khu vực không nhiệm vụ miễn vào. Thế thì đối với lực lượng cảnh sát giao thông cũng vậy, hiện tại theo thông tư số 46/2024/TT-BCA sẽ có hàng rào cảnh sát cấm vượt qua. Đối với nhiều nước trên thế giới, ai vượt qua hàng rào sẽ bị bắn bỏ. Theo quy định mới, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc của cán bộ chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, với tâm địa xấu, cố tình suy diễn cực đoan nhằm quy chụp đổ lỗi, cho nên Chu Hồng Quý viết rằng, nếu không cho giám sát chuyên đề tuần tra kiểm soát, cơ sở nào đảm bảo là cảnh sát giao thông không đang thi hành công vụ? Rõ ràng, trên thực tế, việc bãi bỏ công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát theo điểm 1 khoản D, điểm C khoản 2, điểm B khoản 3 và điều 5 thông tư 67/2019/TT-BCA đã được Bộ Công an trả lời, kế hoạch công tác là tài liệu mật hoặc nội bộ trong lực lượng. Chu Hồng Quý vội vã kết luận, Bộ Công an vừa ra một thông tư vi hiến, chứng tỏ trình độ hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật rất yếu kém. Chu Hồng Quý đâu có biết chuyên viên cấp cao để được soạn thảo thông tư của Bộ trưởng nên chắc chắn chưa biết về quy trình xây dựng một thông tư phức tạp như thế nào, vì thế mới vội vã viết xăng viết bậy như vậy. Cần biết rằng từ mục đích, phạm vi ứng dụng và tài liệu tham chiếu phải rõ ràng, đầy đủ và chặt chẽ, đơn vị chủ trì, chuyên viên trực tiếp tham mưu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến về dự thảo, thông tư đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, vụ pháp chế thẩm định dự thảo thông tư, đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến chỉnh sửa lần cuối trình lãnh đạo bộ, rồi
lãnh đạo bộ xem xét phê duyệt, rồi còn phải xin ý kiến Bộ Tư pháp đăng công báo trước khi thông tư có hiệu lực. Nếu các chuyên gia, các luật sư, các cơ quan chức năng phát hiện vi hiến thì chắc chắn đã bị loại ngay từ đầu. Rõ ràng, toàn bài viết của Chu Hồng Quý chỉ là sao chép lại thông tư 46/2024/TT-BCA kèm theo những câu bình luận không hề đúng sự thật và cố tình gây nhiễu dư luận bằng những suy diễn vô căn cứ, tạo tâm lý nghi ngờ cho người đọc. Chứ đặc biệt không có một dòng nào mang tính phản biện xây dựng cũng như chỉ ra những sai phạm vi hiến của thông tư 46/2024/TT-BCA. Chu Hồng Quý thật đúng như câu tục ngữ, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chứ đừng tỏ ra đọc được vài câu, cắt xén rồi phán bừa, tỏ vẻ ta đây hiểu biết, thực ra chỉ là những kẻ mơ hồ ảo tưởng mà thôi. Chu Hồng Quý, kẻ khoác áo trí thức, nhân sĩ yêu nước, nhưng chỉ là kẻ dởm đời, cơ hội chính trị, bất mãn, hằn học, chuyên sàng ngôn, chọc ngoáy, xỏ xiên, công kích chế độ. Trên trang Facebook của mình, Chu Hồng Quý có viết rằng, tăng cường phản biện xã hội để đảng tiến bộ, chính phủ hoạt động có hiệu quả, đất nước văn minh hơn. Để cố tỏ ra là người hiểu biết, song thực tế lại không như vậy. Đảng và nhà nước Việt Nam rất mong và khuyến khích những ý kiến phản biện xã hội của các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện thể chế, chính sách, phục vụ nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng phản biện xã hội nhất thiết phải mang tính khách quan, trung thực, khoa học, có lý, có tình để làm rõ đúng, sai một vấn đề cụ thể nào đó, chứ phản biện theo kiểu ba que xỏ lá, đâm bị thóc, chọc bị gạo, cố tình đánh cháo khái niệm, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để câu like, câu view, chỉ nhằm chống phá chế độ sẽ thành phản bội và tiến tới phản động, vướng vòng lao lý không xa. Mọi người dân cần hết sức đề cao cảnh giác với những chiêu trò bẩn thỉu, giả danh phản biện xã hội của kẻ có tên Chu Hồng Quý.